chào các bạn. Ngay sau khi phát động, thì cuộc thi Miss Grand Việt Nam năm 2022 đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng fan sắc đẹp. Dù mới là mùa đầu tiên thôi, tuy nhiên Miss Grand Việt Nam đã có sự tham gia của hàng loạt chiến binh mạnh, những gương mặt từng khuấy đảo mạng xã hội và hứa hẹn sẽ mang đến một mùa thi đầy bùng nổ và gay cấn. Vậy họ là ai? Thế cùng vlog giải trí tìm hiểu ngay bây giờ nhé! 1. Thí sinh Mai Ngô. Cô nàng sinh năm 1995 từng nổi đình đám qua những cuộc thi người mẫu như là Vietnam Next Top Model năm 2013, Asia Next Top Model năm 2016, The Face Việt Nam năm 2017, v.v. Và nhắc đến Mai Ngô, khán giả nhớ ngay tới một cô gái cá tính, không ngại va chạm, có những phát ngôn không kiêng nể và tạo trend. Thậm chí trong thời gian thi Asia Next Top Model thì Mai Ngô còn một mình đấu lại sự công kích của rất nhiều thí sinh khác ở trong nhà chung. Về mảng Beauty Queen thì Mai Ngô cũng từng hai lần tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Mặc dù không lọt vào top cao, tuy nhiên sự xuất hiện của cô nàng này luôn gây được ấn tượng mạnh. Và với cá tính mạnh này thì nhiều khán giả cho rằng Mai Ngô sẽ là một trong những drama queen gây chú ý nhất nhì của mùa thi Miss Grand Việt Nam năm 2022 này. 2. Thí sinh Chế Nguyễn Quỳnh Châu. Nữ người mẫu sinh năm 1994 cũng là một trong những thí sinh được đông đảo fan sắc đẹp ủng hộ tại Miss Grand Việt Nam năm 2022. Cô từng lọt vào top 15 của Miss Universe Việt Nam năm 2015, top 5 Hoa khôi áo dài năm 2016. Sau đó thì hoạt động showbiz với vai trò là người mẫu, diễn viên, MC. Người hâm mộ hoàn toàn tin tưởng về khả năng catwalk, trình diễn của Chế Nguyễn Quỳnh Châu bởi cô là gương mặt quen thuộc trên rất nhiều sàn diễn runway. Người đẹp cũng từng làm MC song ngữ trong một số sự kiện, cho nên tiếng Anh không phải là trở ngại của cô tại cuộc thi Hoa hậu. Và bên cạnh đó, thì với sự thăng hạng đáng kể về nhan sắc, hình thể so với những lần thi sắc đẹp trước, thì Chế Nguyễn Quỳnh Châu được cho là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vị cao nhất của Miss Grand Việt Nam năm 2022. 3. Thí sinh Bùi Lý Thiên Hương. Cách đây vài tháng thì người đẹp sinh năm 1996 vừa đạt thành tích là top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Và không lâu sau, cô lại gây sốt cộng đồng fan Beauty Queen khi ghi danh dự thi Miss Grand Việt Nam năm 2022. Và nhiều người cho rằng nhan sắc và phong cách hiện đại, nóng bỏng của Thiên Hương thì phù hợp với Miss Grand hơn. Hy vọng cô sẽ tiến sâu tại cuộc thi năm nay. 4. Thí sinh Đặng Thị Mỹ Khôi. Trước khi Miss Grand Việt Nam 2022 chính thức khởi động, thì Mỹ Khôi đã được dân mạng xem là một trong những nữ hoàng thị phi tại cuộc thi năm nay. Nguyên nhân xuất phát từ vụ tranh giày của thí sinh này với đàn chị Tường Linh tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019. Drama lấy giày của bạn thi cùng đã khiến cho Mỹ Khôi nhận không ít chỉ trích ở thời điểm đó. Và cô cũng chỉ dừng lại ở top 44 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019. Vì vậy mà lần trở lại ở Miss Grand Việt Nam năm 2022 này được xem là cơ hội phục thù của Mỹ Khôi. Đồng thời thì fan sắc đẹp cũng rất là tò mò xem liệu cô nàng có gây thêm drama chấn động nào nữa hay không. 5. Thí sinh Ba Lùi Nguyên Thảo. Nguyên Thảo sinh năm 1994 là một diễn viên hài trẻ từng xuất hiện trong rất nhiều dự án phim như là Chị 13, Dân Chơi Không Dợ Con Rơi. Và cô nổi tiếng hơn và được rất nhiều người gọi với nickname là Ba Lùi sau vai diễn trong web drama Gia Đình Cục Xúc. Và khi Nguyên Thảo đăng ký thi Miss Grand Việt Nam năm 2022 thì cô nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ anh chị em nghệ sĩ và người hâm mộ. Sự xuất hiện của nữ diễn viên này ở cuộc thi nhan sắc được đánh giá là một yếu tố tạo thú vị và hấp dẫn. 6. Thí sinh Hoàng Kim Chi. So với các thí sinh ở trên thì Hoàng Kim Chi là gương mặt mới toanh trong giới Beauty Queen. Tuy nhiên, cô nàng sinh năm 1997 lại là TikToker đình đám với hơn 2 triệu người theo dõi ở trên nền tảng này. Trước đây thì chỉ làm kinh doanh và quay clip TikTok, cho nên cô nàng này không có nhiều kinh nghiệm về catwalk hay là trình diễn. Tuy nhiên thì Kim Chi đã thể hiện sự quyết tâm của mình bằng cách đi học lớp catwalk, thường xuyên luyện tập để bước vào cuộc thi. Mặc dù là lính mới, không có nhiều drama như các thí sinh nổi tiếng trước đó, tuy nhiên độ thu hút truyền thông của Kim Chi cũng không hề lép vế. Fan sắc đẹp đang rất mong chờ sự thể hiện của cô nàng tại cuộc thi Miss Grand Việt Nam năm 2022 này. 7. Thí sinh Võ Bạch Mỹ Linh. Võ Bạch Mỹ Linh sinh năm 1996, sở hữu profile cực khủng với học bổng cấp 2, cấp 3 ở Anh Quốc,
học bổng thạc sĩ ngành tài chính, 2 năm Sponsorship Startup Incubator của trường Đại học Kingston của UK. Ngoài ra, cô còn xuất sắc đạt được giải thưởng Startup Bright Idea năm 2022 ở London, giải thưởng Startup Câu Hách Toàn Cầu. Và cô còn là phó chủ tịch Hiệp hội Sinh viên Kingston và tổ chức các sự kiện sinh viên Việt Nam ở UK. Thí sinh Nguyễn Thùy Vi. Nguyễn Thùy Vi sinh năm 2000, hiện là người mẫu và diễn viên tự do. Cô sở hữu hơn 100.000 lượt theo dõi ở trên Facebook. Và bên cạnh đó, Thùy Vi từng lọt top 30 hoa hậu du lịch và top 45 hoa hậu thể thao Việt Nam năm 2022 và góp mặt trên rất nhiều sàn diễn thời trang lớn nhỏ. Trên đây là 8 thí sinh được đánh giá cao nhất tại cuộc thi Miss Grand Việt Nam năm 2022 tính đến thời điểm hiện tại. Liệu ai sẽ bứt phá để đạt được danh hiệu cao nhất? Hãy cùng theo dõi và bình chọn cho họ các bạn nhé! Đến đây thì video chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé!